Chung cư Bảo Sơn tại địa chỉ 72 đường Lê Lợi, phường Hưng Bình. Với chiều cao 31 tầng, 540 căn hộ nhưng diện tích mặt tiền rất hạn chế. Cho đến nay đã có xấp xỉ 400 hộ vào ở, nhưng khu vực để xe theo thiết kế được phê duyệt vẫn chưa thi công xong. Ở phía ngoài, đơn vị quản lý lại có những quy định riêng để xử phạt việc đậu đỗ xe sai quy định. Thì họ cũng có đưa ra một số quy định nội bộ của họ về cái vấn đề đậu xe. Đó, cho nên là những cái văn bản này thì phương cũng chỉ để biết thôi. Nhà vật cái để mà có một trong những cái cơ sở tham mưu trong cái quá trình mà giải quyết cái vấn đề an sinh hoặc là cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên cái địa bàn phương. Đối diện Ủy ban Nhân dân phường Hưng Bình là khu nhà liền kề thuộc dự án Trường Thịnh Phát. Và khu vực vỉa hè này được Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh cải tạo để làm bãi đậu xe công cộng. Dù vậy, bãi đậu xe đã ngang nhiên bị chiếm dụng. Cái chỗ này là xe ngân hàng họ vô ra lấy tiền anh đó. Cái kia khách họ vô ra là mình để cái chỗ đó. Xe bên này họ qua đầu. Mình làm được chặn lại không cho xe đầu được. Thì bỏ là thôi, khi mà xe vô thì mình lấy ra thôi. Khai trương vào tháng 7 năm 2022, ngay những ngày đầu, trung tâm thương mại Lotte trên đường 32 thuộc phường Hào Huy Tập đã tạo áp lực về địa điểm đậu xe. Và ngay sau đó thì các cung đường xung quanh trung tâm này bị bủa vây bởi các vật cản của các hộ dân và ban quản lý dự án Trường Thịnh Phát. Thực tế về ý kiến thì là thứ nhất là muốn là các đường thông thoáng ấy, cho người dân đi lại đỡ ảnh hưởng tắc nghẽn này, đỡ ảnh hưởng về an toàn giao thông này, và phòng cháy chữa cháy, ví dụ khi sự cố xảy ra mà công an phòng cháy cháy đến và cứu cái thứ thì là rất là khó. Mà nó mất đi hình ảnh mỹ quan. Tự dưng là thành kiểu như ngăn sông cấm chợ. Phường Đông Vĩnh hiện có hai dự án đang trong các bước thủ tục để triển khai là đô thị Đông Vĩnh cửa Nam và khu đô thị mới Đông Vĩnh. Hai dự án này sẽ lấy đi 86 ha đất nông nghiệp của địa phương. Vấn đề quan tâm là khi dự án triển khai có được đồng bộ hay nhiều hạng mục công năng lại bị điều chỉnh như tình trạng đã xảy ra ở một số dự án trên địa bàn thành phố. Tránh trường hợp là các cái dự án khi triển khai là cắt bỏ những cái hạng mục mà phục vụ cho đời sống dân sinh. Ví dụ như trường học, như cây xanh, rồi như nhà văn hóa, rồi trung tâm vui chơi chẳng hạn. Để rằng khi hình thành đô thị lên thì nhân dân ở trên địa bàn không bị áp lực bởi các cái vấn đề xã hội áp lực lên người dân và công tác quản lý nhà nước của chính quyền địa phương. Tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 vào tháng 7 năm 2022 vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã chất vấn Sở Xây dựng về công tác lập, quản lý quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng. Trước chất vấn của đại biểu về việc dự án khu đô thị mới Nam Cửa Tiền, phường Vinh Tân được điều chỉnh 32 lô đất vi phạm hành lang sông Vinh, ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Sở Xây dựng đã nhìn nhận đây là bài học kinh nghiệm. Bởi vậy, cùng với việc chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại kỳ họp Quốc hội lần này, cử tri Nghệ An cũng hy vọng các sở ngành địa phương sẽ có thêm các giải pháp để nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị trên địa bàn.